Vâng, em chiếc lên sóng con tiếp theo đó là con Lukman 309V. Đấy. Em về được này, hàng đẹp, hàng chất lượng cao cấp không ơi. Vừa rồi về ba con mà không đủ dao các bác. Đấy. Có thấy đẹp không? Từng cạnh kiếc này, cột gỗ mộc mạc, cao to lô đầy đủ các bác. Bác mà muốn sở hữu thì liên hệ cho em nha. Em giao là 24.500 nhé, bao gồm phí ship rồi. Mé đẹp ken, sắc cạnh bao zin tuyệt đối nha. Đây, con này vỏ gỗ đẹp quá. Đấy. Các bác xem video nhớ bật full HD nha, bật chế độ full HD mình xem rõ, tại vì em quay chế độ full HD 60 fps nha. Series là 2648 các bác, 2648 nha. Các bác nhớ video series máy nha. Nếu xem con này mà yêu thích thì báo với em là 2648. Còn thì em sẽ giao với các bác nha. Còn không còn á thì các bác có thể chờ hoặc là chuyển qua con khác. Cạnh phía sau nha, đây là cạnh phía sau. Đấy. Mé chất Nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha, series báo này 2648, các bạn nhớ với em 650-2648. 309V thì em không cần giới thiệu nha, cái đó thì nếu là các bác đã quan tâm con này thì cũng đã biết rồi. Từ 309 trơn là đã hay rồi các bác, đến 309V là một cái sự ưu ái tuyệt vời của hãng Lukman để phục vụ ghép với những cặp loa châu Âu, Mỹ, Nhật, đặc biệt đánh tăng loa JBL và những dòng loa Beuner rất là hay. Máy thì len keng nha, đánh hai cầu loa A, B, A cộng B. 24.500.000, chuyên khoản đủ em bớt 200.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên. Em giao hàng và các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn. Đây, các bác cùng xem vẻ đẹp của nó. Tiếp tục là các bác cùng xem từ cái tụ nguồn. Cái hiệu đen là âm các bác. Dây rút này, đây, mọc mạc hết. Bốn con tổ si ba chỉ đoạn zinc cũng mọc mạc luôn. Phần rờ le, bo mạch rờ le, keo chỉ còn nguyên. Đấy, bo bát chép này, bốn cái cầu chì, một cầu chì tổng, bốn cầu chì bảo vệ sò các bác. Đây là phần này tăng phô. Ồ, nó mướt. Đây, cạnh hàng nội địa nhé, điện 110 nha. Các bác thấy những cái cầm không? Cái cầm của bảy màu luôn này. Bảy màu luôn, mới keo. Phần bốn con sò kích này, liền ghen chưa? Khung sườn này các bác, ốc bảy màu, tạm loa, có nhìn này. Bác nào lấy con 309V thì muốn sở hữu hàng đẹp thì cứ liên hệ cho em. Series là 2648, con này là series 2648 nha các bác, 2648. Rồi em chiếc xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.